Thấu chi là phương thức cho vay, theo đó SeaBank chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền trên tài khoản thấu chi, tài khoản Việt Nam đồng của khách hàng mở tại SeaBank để thực hiện thanh toán trên tài khoản thanh toán. Tài khoản thấu chi là tài khoản thanh toán của khách hàng gắn với hạn mức thấu chi. Một số điểm khác biệt của tài khoản thấu chi với tài khoản thanh toán thông thường là không phát hành thẻ ATM trên đầu số tài khoản này, không rút được tiền mặt, hệ thống không quét thu nợ tự động từ tài khoản này. Là dư nợ tối đa khách hàng được phép thấu chi trong một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận cho vay, theo hạn mức tín chấp giữa SeaBank và khách hàng. Hạn mức thấu chi được duy trì tối đa 1 năm. Với hình thức thấu chi tín chấp, tức không cần tài sản đảm bảo, các ngân hàng thường sẽ dựa vào lịch sử tín dụng của bạn. Không cần tài sản thế chấp, không mất phí trả nợ trước hạn, không phải trả lãi nếu không sử dụng thấu chi, không phải trả lãi khi sử dụng thấu chi trong ngày. Để được vay thấu chi, bạn cần đáp ứng những điều kiện sau đây. Tuổi từ 18 và không quá 70 tuổi khi kết thúc khoản vay. Có thu nhập tùy lương tối thiểu từ 5 triệu đồng trở lên, lương hưu tối thiểu từ 2 triệu đồng trở lên. Tối thiểu 3 tháng làm việc liên tục tại đơn vị công tác hiện tại. Bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau đây để được vay thấu chi. Giấy đề nghị cấp thấu chi theo mẫu: chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn, KT3, hợp đồng lao động, chứng minh tài chính.